Trời ơi trời, con bào kìa. Anh đang gì sáng cạp thì anh. Ông cố nội gớt ra ngoài trơn kìa. Gì ba? Mày ăn từ từ thôi. Mày được rồi. Mày ăn gì sáng cạp vậy? Mày gớt quá trời rồi. Má nó ăn thằng heo. Cái gì vậy? Ông cố ông cặp. Ông cặp con trời ơi trời. Ông gì đấy à? Để ta ăn. Mình chơi đấu là mình phải tôn trọng khán giả cỡ nói hay chứ. Gùa đá đâu với Hình Gồm có bán khô cá lóc cả nhà. Cả nhà mua về mình chiên lên nè, nướng lên nè, bóp gỏi xoài nè, gỏi đu đủ nè, hoặc là mình chấm với lại là mắm me ớt cả nhà mình, ăn cơm hoặc là nhậu cũng đều cực kỳ bắt bài cả nhà mình nha. Thì ngoài ra Hình Gồm còn có bán thêm là sản phẩm giảm cân nè, giảm mỡ bụng nè, tiêu khô nè, dầu gió Singapore nè. Và đặc biệt Hình Gồm còn có bán thêm là mật ong rừng nguyên chất 100% từ thiên nhiên cả nhà mình nha. Mua về để sử dụng hoặc là để làm thuốc cực kỳ tốt cả nhà mình nha. Ai cần sản phẩm nào thì gọi điện trực tiếp gặp Thượng Gồm hoặc là kết bạn với Zalo với Thượng Gồm. Thượng Gồm cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. À, hai chào cả nhà mình. Chào mọi người. Thì sẽ tiếp tục một cuộc thi cả nhà. Cuộc thi là đội nào thắng thì là sẽ thắng được một thùng bia, một con gà cả nhà mình nha. Do chương trình nào tài trợ? Chương trình Thượng Gồm tài trợ. Dữ vậy sao? Bỏ tiền ra mới tin mày. Bỏ tiền ra. Chiều có thằng kia nó ghé nó mua cặp nạn rồi. chia lại thằng đó cặp nạn, chia lại cặp nạn thùng bia con gà là lấy tiền là được mấy ông. Cuộc chơi này là thắng là được bao nhiêu tiền? Chỉ giá 1 triệu đi. 1 triệu đủ thùng bia con gà mới được. Chỉ giá 1 triệu. Không, mấy ông này nghi ngờ tôi gì ta? Thấy bao nhiêu lần bị chôn rồi đó. Ông lần này thiệt, lần này ok mà. Chôn có tiền đâu? Lần trước nó nằm mơ không à? Nằm mơ. Bữa nay biết nó thiệt nó nằm mơ nữa. Có này thiệt nó nằm mơ đâu? Hôm nay là cuộc thi là sẽ là thử thách, mà thử thách là ăn bắp cả nhà mình nha, chia làm 2 đội. Đội nào mà ăn hết luôn cùi thì thắng cái gì? Ăn sao? Nút luôn cùi hả? Ăn nhớ chừa là cái cùi cả nhà mình nha. Một bên là một bên đội là 3 người, ai mà ăn hết trước 3 trái bắp là sẽ thắng được 1 triệu cả nhà mình nha. Chỉ giá là 1 thùng bia một con gà. Bây giờ là chia đội đi. Rồi và chia làm 2 đội. Một bên là đội quần, bên là đội áo hả? Bây giờ là theo cái như vậy là chia luôn đi. Cắt như vậy đi, cắt ngang vậy đi. Bên đây là lé lùng què là ba. Lé lùng què. Rồi, bên đây là lé lùng què. Còn bên đây là ông Tám, cậu tay súng với lại ông Hai Mành. Hai cha con ông đội đi. Lỡ có chuyện gì xảy ra thì đỡ bị xích mích. Chứ chia ra hai cha con mất công hồi cãi lộn. Phải không? Còn hai cha con muốn lộn nữa mà lắm. Nhiều khi giờ ông Tám bên kia, hai bên đây rồi bắt đầu lẫn lộn rồi. Hai cha con không biết ai cha ai con nữa. Ở bên này cho dễ phân biệt. Còn bên đây thì con chuột với con chó. Ủa. Gâu này mọc dài lắm rồi. Ông Tám còn không có gâu, nó có gâu kìa. Dạ cha ai con? Mày chắc làm cha được rồi. Làm cha đúng chắc ai phải làm cha rồi, làm cha 2 đứa. 3 đứa. Rồi bây giờ là vô. Lấy cái hai ghế đây. Vô cuộc thi đi. Ừ, giờ nào ăn trước. Tao ăn trước kìa. Thôi cho ông ở sau đi. Cậu này để con cuối mà. Để sau đi. Ờ đúng rồi. Cuối cùng chưa? Chùm cuối là ở cuối cùng đi. Bầu cho nó ăn trước hả? Ủa cho đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Bây giờ ông Tám vô trước đi. Tám rồi. Ông Tám làm cha mà. Đúng rồi. Vậy, bây giờ ông Tám làm cha hay là ông Mạnh làm cha? Ai vô trước cũng được à. Bây giờ ông làm cha. Ông làm cha không? Ai vô trước làm cha? Ai trước làm cha? Tôi làm cha bên đây đi. Tôi làm cha bên đây đi. Vậy đâu, hai bạn mới vô trước đi. Hai bạn vô đi. Rồi. Ông lùng vô. Rồi. Rồi. Cái này là vô trước luôn. Cái này là ba kêu con vô trước nha. Vậy là ý là ông Tám không muốn ông cho ông làm cha đó mà. Rồi. Từ từ nha, bây giờ là ông mà ăn đổi thấy không? Ông ví dụ là ông ăn hết trước chứ bắp đúng không? Là ông đứng dậy liền ông bảy vô. Ừ. Thấy không? Nuốt hết mới đứng nha. Nuốt hết mới đứng. Nuốt mới đứng. Ông ăn đứng dậy xong là tới ông bảy tới ông Tám vô. Ăn mà còn sót rồi nó bắt cặp lại đó. Ăn kỹ á. Cứng như trời. Rồi bắt đầu chơi nè. Sát vô, hai đội sát vô. Rồi còn ông Tám với lại cậu Tài đứng phía sau. Rồi, để đứng sau nha. Bắt đầu chưa? Cuối luôn. Chùm cuối đứng cuối luôn. Rồi, chùm cuối hồi thách đấu với chuột Linh Sơn đi. Đúng rồi đó. Đây, xin giới thiệu cả nhà. Đây là chuột núi Linh Sơn. Là tu hành đắc đạo, phải phải chảo dầu lưu ly, đầy xuống lầm con yêu tiêu tinh. Rồi con quay clip nha. Rồi ngồi đây với ba. Rồi bắt đầu chưa? Cái này sẵn sàng. Bắt đầu. 1 2 3 vô. Cho mày ăn trái nhỏ mày. Cố lên.
cố lên đúng không? Đúng rồi. Dành năm năm. Cố lên, cố lên. Một triệu đúng không? Ghế đi, đụng cái chiều uống bia. Cố lên, cố lên. Mập cứng quá. Cứng mày cặp. Mày bỏ vô mày cắn hết nguyên cái luôn. Bẻ lên. Bảo mà kiểu muốn không nổi hết rồi. Cứng quá. Chết rồi gì quá. Đó, mình có tương lai thắng rồi đó. Cố lên. Tương lai mình thắng trước rồi đó. Cố lên, cố lên. Ừ. Để con nhai kìa chứ con quán nó đang người hụt luôn á. Nếu mà mình cảm thấy đủ khả năng mình nhai luôn cái cùi càng tốt đó mà. Tôi giờ tôi nhai chứ chưa nuốt được miếng nào luôn á. Đồ, bên kia đội người ta vô gà, tắm gà ngon lành không? Không phải, vô. Vô, lấy vô gà rồi chứ. Vô nước không được. Để lấy nước phun lên đầu. Lấy ra nước không Tam? Bên nhà khô á. Bưng ra nước đây. Phun đầu đó, phun đầu đó rồi. Ừ, gà mới vô đám, anh thua gì. Điều mấy bao cổ lên mấy bao cổ lên. Nó ăn gần hết đây kìa ông ngồi. Trưng quá. Nó ra cái kiểu gì á. Cổ lên, cổ lên. Gì đâu rồi, có thấy ủng á, thằng này muốn trận trắng rồi kìa. Ăn có một đường này muốn đi ngon ngồi rồi. Có cần lấy nước uống không? Ngồi khỏi. Nước luôn mấy trời. Cổ lên. Trời ơi. Coi kìa, 38 ăn ghê không? Ê, còn 8 ăn ghê không? Mày nói rồi bị chửi á, quỷ. Ủa, đã ai vô trước cha mà. Người ta xin phép trước rồi. Gần hết rồi, Minh Bao, cố lên. Trời ơi, ông nhai gì kỹ vậy? Ông Minh Bao chắc chắn dạ thôi đây. Đụng miếng cọc bóc ở dưới đây. Ông có nhai sơ sơ, ông tống giam được rồi. Điều tra sơ sơ, tống giam. Chứ đừng nhai kỹ. Gì 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 chó gì con. Tao phải xin lỗi, ba xin lỗi. Cố lên, sắp thắng 2 rồi kìa. Ơi cạp giống chuột thiệt không ơi. Ai cô đài đừng nói chuột tự ái nha. Tự ái nha. Chuột núi lên sơn đó, độc quyền đó. Cố lên. Cố lên. Thắng rồi. Ăn đi. Cô ăn đi, ông cố kệ ông ta đi. Mấy ông nội đang ăn trái bắp lâu ghê trời. Lẹ thôi mấy ông ơi. Ồ, anh Bao ăn còn cầm cái tay mình thích ghét không? Mày phú cứ này chứ. Không phải của mình, bên mình không sao. Ờ, bên mình bên này. Ờ, bên này, bên mình. Giọng cái cùi vô họng anh Bao quá. Mày đừng làm mất tập trung cho anh Bao. Mày đưa mặt qua bên kia. Nó mà phú qua bên này ai ăn nữa. Cố lên. Lại lên thằng anh. Con còn hết rồi, hết còn hàng nữa. Đi xíu đi. Thua 2 rồi. Cố lên. Đúng quá. Ông nhai sơ tống giam được rồi, vô chổng bao tử tử nghiền. Đừng có nghiền kỹ quá. Ừ, để chút cho nó làm việc chứ. Đúng rồi, đã Bao, hay quá Bao ơi. Ông thấy con gà ăn dịch không, nó nuốt bắp nguyên hộp vô chổng. Đúng rồi, xíu rồi, gần hết rồi. Hả? Gà lên. Mày làm nốt nữa hết rồi. Ừ, cái nữa. Dạ lắm rồi. Trời đất ơi là trời. Nhanh lên đâu, nó xuống không rồi. Nốn vô luôn, xong rồi chứ tới lượt tôi vô, ông ra ngoài, ông ngồi, ông tha hồn nhai. Ừ. Nốn vô đi. Chơi vậy, ai chơi? Cái này nhai, không đi ra. Ông phụ ông nhai coi. Không, mày ngã cái chén mày nhai lại cũng được nữa. Cái gì vậy cha? Rồi, bỏ cùi đó. Rồi, vô. Rồi, đứng vô. Nhai hết nha. Mấy ông này khổ. Cố lên bà, cố lên bà. Trời ơi. Cố lên. Cô không nổi làm gì vậy? Trời ơi, trời ơi, cho những cái mấy bà vậy trời. Tắm thì không, chưa nổi rồi. Gá lên cậu ơi. Được không? Thôi lên bà. Đắp bóp rồi đi, đắp bóp rồi chuột lên sơn. Có lên bà, có lên bà. Trời trời, ông làm hết nửa đường rồi kìa trời. Ông làm hết nửa đường rồi kìa. Đắp bóp đi, đắp bóp đi. Trời ơi trời. Nói về cái thằng ăn bắp thì ông Tám nè. Mày mày đừng có bóp tao một hồi, thằng nhỏ tao đòi ăn bây giờ. Cố rồi. Đừng có đàn bà đụng như tao, tôi nhột quá. Thôi nhỏ rồi ăn bây giờ, đừng có bóp nữa. Có mày mất ăn cho ăn xuống chết mẹ còn không đòi gì nữa. Trời ơi trời, con bào kìa. Anh ăn gì sáng cạp thì anh. Ông cố nội rớt ra ngoài trên kìa. Gì ba? Mày ăn từ từ thôi. Ông từ thôi. Mày ăn gì sáng cạp vậy? Ai gớt quá trời rồi. Má nó ăn thằng heo nữa. Ba ngon lên. Ông làm hơn nửa trái kìa. Ông kia ăn xong đúng không? Lui ra tới ông Tài chứ. Ông Tài vô cổ vũ ông Tám chứ. Mạnh lên. Để
Chẳng bốc lỡ, bỏ sao tôi ăn được bà con. Cái đội này nó đi ơi, nó làm nốt nhặt nó hết rồi. Trời ơi, trời ơi. Cố lên, cố lên. Cố động bào kìa trời. Mấy bào trời. Mẹ mới sáng hơn mấy bào. Lẹ luôn, ông Tám kìa. Gì? Ôi, giờ ông Tám, ông Tám, ê, ông Tám còn bị hụt nha. Còn đây nha. Đây là đúng chùm cuối luôn rồi, đúng chùm cuối luôn rồi. Tắm bớt cho Linh Sơn đi. Con này cầu tay. Đúng. Cố lên, tầm này đấu hay à. Đấu hay à. Chụp chụp cái gì vậy? Cái nước Linh Sơn đắc đạo. Cái gì vậy? Ông có ông cặp. Ông cặp con trời ơi trời. Ông gì điên à, để ra anh. Cái này chắc nó thua là cái chắc. Thôi lên, thằng ơi, thằng chắc. Đội mình thắng chắc rồi đó. Ừ, thắng rồi. Ê, mình chơi đấu là mình phải tôn trọng khán giả cỡ nói hay chứ. Gùa đá đấu với chuột trên sơn nha. Gùa đá. Gùa đá. Gùa đá, chửi thiệt. Gùa đá. Gù đa bắp món mới. Trời ơi trời. Sao mà nó đều dữ không biết. Đúng, mấy chuột ăn ghê trời. Chuột nào cũng dữ à. Đúng là chuột rồi chứ. Nhìn ông Tài giống mấy cái con gì mà mấy con gì mà người ngoài hành tinh. Không tưởng tượng được. Cái đội của mình nói sao đội mình nào. Có được bên tôi này không được nói xấu. Cậu chơi cho nó tâm lý rồi nè. Trời ơi trời. Cái gì vậy? Nó chừa lại cho chút xíu ăn. Chết mẹ à. Nó kêu nào chết à. Trời ơi trời ông cặp vậy. Cái này chắc kêu này trời ơi trời. Giống như chục máy xế quá rồi. Nói chung là xôi lẻ đều luôn. Giống như máy xế cạn cái dặn. Lẻ đấy con này, chủ đuối lên sơn hết đi kìa. Giống y như cái dàn lềm của máy xếp cạn. Trời ơi trời, sao mà đều dữ à. Chủ Linh Sơn gắn lên, sắp sắp thắng rồi Linh Sơn. Chết mẹ chú rồi, ăn ở đâu? Từ từ, đang ăn. Má nhảy mỏi mập mà. Mình chờ thời gian chết chết à. Con chuột nó cắn hết rồi. Không ơn. Không. Không à. Ngồi xuống. Như vậy mà sao xong. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Không à. Ăn gì mà kỳ ông nội. Bà tải ăn hết rồi. Cái này xong chưa? Xong rồi. Cái này xong hả? Ừ. Ý là ổng cầm giáp hết rồi là thôi á. Ừ, cầm giáp hết bóng bền rồi đó. Cái này việc kỳ tôi lần đầu tiên nó mới thấy à. Cái này giống máy xới càng mà ta càng cười. Hồi nãy tôi đòi ăn trước, dù giờ tôi vô vòng đầu tôi ăn trước. Dù giờ còn khúc này giờ anh vô vòng cuối anh ăn sao cũng được mà. Sao ăn quá kìa kìa, mở cái miệng coi cho con. À. Cần xa mà. Bay ơi. Cần xa mà vô. Bay ơi. Không tốt rồi. Không tốt. Cần xa mà. Một nồi. Ăn gì? À. Chết mẹ hàng chứ nó đi chùa giá cho anh hàng giữa. Bên đây thua là phải rồi, hồi nãy là đáng lý phải cho ăn trước. Ăn trước còn miếng cái gì anh vô sao anh ăn theo cùng cũng được mà. Ông nội tôi không dám ăn lại nữa chứ. Ông cạp cái chỗ đó là ông đưa ra ăn cái cục cứt tôi không dám mà cục đã ăn cái trái bắp này tôi không dám thiệt. Tôi nói thiệt xin lỗi khán giả nha. Nó thiệt tình luôn. Thôi. Không, nói chung là ông cặp đều thiệt. Ông cặp hết vòng. Đâu mày quay gần rồi coi ngân. Nói chung là cậu Tài cũng có thắng nha mọi người. Không mà, nếu mà nói vậy á, giờ là nói nè, ai mà cặp được chưa cậu Tài thì thua. Đúng rồi, ai mà cặp được như vậy tôi thắng đi nữa. Tại sao cái hàm răng cặp
cái bắp ọc luôn mà. Tại sao nó còn có chỗ không thì mới hay nè. Phải đơn giản đâu. Mà nó đều nhau luôn nha. Đang không, không có sót hàng nào hết á, hàng nào nó cũng có. Nó từ đầu cắn đến cuối cho bộ nó mà nó không sót rồi, nó răng đó đều nó ăn trước đó. Hết trước rồi đó. Trời ơi trời, ba cậu Tài không nói cũng đúng rồi. Hồi nãy á là cậu Tài đòi chơi trước đúng không? Đòi chơi trước. Ông Tám không cản. Ăn dụ giờ ông Tám vô dùm cuối đi, vô giờ ổng lỡ thắng cái trái này rồi. Ông cầm trái này ông ăn nữa rồi ông thắng vào rồi. Mà kêu tôi ăn cái khác, cái phần khác còn được, kêu tôi ăn lại cái trái bóp chắc tôi ba đời tôi còn ói chết đâu á. Rồi bây giờ là bên đội bên chục tôi ăn. Trao tiền. Trao tiền. Tiền đâu trời? Vậy. Chịu thằng kia lại mua cái nạn bán cái tiền đưa trời. Không lấy cái nạn luôn chừng nào kia chuột. Lấy cái nạn đi chừng nào kêu chiều kia nó ghé nó mới mua lại cặp nạn của tôi. Không, rồi tôi đưa tiền cho. Không, nó mua cặp nạn 1 triệu đó. Rồi chừng nào kia nó tới thì trả nạn. Thật vô nghĩa. Biết trước có kết quả như vậy. Tôi gì phải tranh giành đấu đá với bọn họ làm gì? Phí hết tâm sức bạc mưu tính kế mà. Chứ giờ ông có gặp trường hợp nào ai ăn bắp chưa, cái này chưa? Chưa. Từ mấy chục tuổi rồi. Chưa thấy cái ai ăn bắp cái kiểu này. Con sóc ăn á nó có đừng có lỗi cái này nó ăn không biết là cái này sao mà tệ gì tạ luôn. Bây giờ ví dụ giờ nha. Ông Tám ăn hết cái bắp này đưa ông Tám 5 triệu được không? Ăn không? Mày đó cục phân tôi ăn cục phân đó tôi không dám ăn trái bắp này á. Tôi nuốt cục phân 1, 2, 3 tôi nuốt xuống cái còn được, cái này nuốt không trôi thiệt. Lại luôn. Ông không có đời nào mà cái răng nào mà cạp được cái này chứ. Sao ông cạp bình thường mà cái này. Không, nó sót ra giữa. Nè. Cạp hai bên giữa hai cái mép này. Nè. Nó sót ra giữa rồi. Nè. Ê, qua chỗ giữa. Tao xuống cho người ta thấy cái lỗ cái răng. Nè, thấy không? Ừ. Nó ngọt, nó còn dính lại mấy hộp. Nếu mà cạp kỹ á thì nếu mà cặp kỹ theo từng hàng á thì nó sẽ dính lại ba học. Chứ rồi tao ở nhà tao ăn mà ngoại mày mất rồi mất rồi. Bây giờ ăn vậy nào tao có ao ăn cái chà một cái. Chứ rồi bà ngoại mày mất rồi tao muốn té tay. Chà một cái chảy một cái đi ngang. Nếu mà cậu bình thường á thấy chưa. À. Thứ hai cái răng bên đây là dính học thôi còn như nó dính lại ba học. Thua. Chưa gặp bao giờ, thôi đi về. Về đã chiều ăn kia lại, có mua cặp nạn bán lấy tiền rồi trả thì ta.